Chào mừng anh chị đến với khóa học Hiểu về thực phẩm chức năng của công ty Amway Việt Nam. Mục tiêu khóa học bao gồm hiểu về thực phẩm chức năng và tác dụng của thực phẩm chức năng đối với sức khỏe, nắm bắt cách thức đọc nhãn thực phẩm chức năng hỗ trợ tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm hiệu quả. Nội dung khóa học bao gồm: thứ nhất, tổng quan thực phẩm chức năng; thứ hai, tác dụng của thực phẩm chức năng; thứ ba, hướng dẫn đọc nhãn thực phẩm chức năng. Để bắt đầu khóa học, chúng ta cùng nhau xem tại hoạt hình sau đây để biết về thực trạng nhu cầu của thực phẩm chức năng hiện nay nhé. Bạn có biết thiếu hụt vi chất dinh dưỡng là nguyên nhân quan trọng gây ra gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu, cũng như góp phần làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong? Vậy, có bao nhiêu người trên thế giới thiếu hụt các chất dinh dưỡng? Có khoảng hơn 2 tỷ người đang đối mặt với thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng, và ước tính trên toàn cầu có khoảng 1/3 dân số thiếu hụt ít nhất một vi chất dinh dưỡng. Các vi chất dinh dưỡng thiếu hụt thường gặp là vitamin A, iốt, axit folic, kẽm. Sự thiếu hụt các vi chất này sẽ gây ra các tình trạng nghiêm trọng cho cơ thể và thậm chí đe dọa tính mạng. Tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng diễn ra trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào danh sách 19 nước có tình trạng thiếu vitamin A ở mức độ nặng, do có tới 14,2% trẻ em dưới 5 tuổi thiếu vitamin A tiền lâm sàng, gần 30% trẻ em dưới 5 tuổi và 37% phụ nữ mang thai bị thiếu máu. Tình trạng thiếu hụt kẽm rất cao ở trẻ em, khoảng 69%, và ở phụ nữ mang thai khoảng 80,3%. Thực tế, ai cũng có nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai và trẻ em là đối tượng dễ bị thiếu dinh dưỡng do nhu cầu cao hơn các đối tượng khác. Phụ nữ mang thai có nhu cầu về dinh dưỡng cao hơn mức bình thường để phát triển một số các cơ quan của cơ thể nhằm thích ứng với quá trình mang thai và nuôi dưỡng bào thai khỏe mạnh. Đối với trẻ em, nguyên nhân do sức đề kháng yếu nên dễ mắc các bệnh đường tiêu hóa, biếng ăn, làm ảnh hưởng khả năng hấp thu dẫn tới thiếu vi chất dinh dưỡng. Thiếu dinh dưỡng bao gồm mức độ giảm nghiêm trọng của một hoặc nhiều chất dinh dưỡng, khiến cơ thể không thể thực hiện được các chức năng bình thường và do đó dẫn đến nguy cơ gia tăng một số các bệnh như ung thư, tiểu đường và bệnh tim. Sau đây là 4 nguyên nhân phổ biến dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng. Thứ nhất, do thay đổi phương thức làm việc, từ phương thức lao động cơ bắp sang lao động trí óc, với không gian là phòng kín, công cụ là máy tính, môi trường ngồi nhiều ít vận động. Thứ hai, do thay đổi lối sống và lối sinh hoạt, từ lối sống vận động sang lối sống tĩnh tại, với xu thế trang bị đầy đủ các thiết bị tiện nghi, với hàng trăm kênh giải trí, kinh tế, thời sự, phim truyện khắp thế giới thu về màn hình nhỏ tại phòng ngủ. Từ đó tạo cho con người lười vận động, thể dục thể thao, thích lối sống tĩnh tại. Thứ ba, do thay đổi môi trường, do biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Các tác nhân gây ô nhiễm bao gồm sinh học, hóa học và vật lý. Do đó, nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm thực phẩm đáng báo động đỏ không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. Thứ tư, do thay đổi phương thức tiêu dùng thực phẩm, chuyển đổi từ sử dụng các thực phẩm tự nhiên sang các thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm công nghiệp dẫn đến chế độ ăn uống không lành mạnh, thiếu chất xơ, dư thừa năng lượng, thừa đường, chế độ ăn quá nhiều muối, không cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày. Chính các nguyên nhân trên dẫn đến tình trạng thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Một chế độ ăn uống cân bằng được định nghĩa là sự kết hợp của cả các chất dinh dưỡng đa lượng và các chất dinh dưỡng vi lượng. Sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng đa lượng như chất béo, chất đạm, chất bột đường có thể gây ra suy dinh dưỡng phù nề, suy dinh dưỡng teo tét, chậm phát triển, khó lành vết thương và tăng khả năng nhiễm trùng. Trong khi đó, sự thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng như sắt, axit folic, kẽm, iốt và vitamin A dẫn đến suy giảm trí tuệ, tăng trưởng kém, thoái hóa các bệnh liên quan đến lão hóa và tỷ lệ mắc bệnh, tử vong cao hơn. Phòng ngừa thiếu hụt các chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng là rất quan trọng và điều này có thể đạt được thông qua sử dụng thực phẩm chức năng. Trong những năm qua, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, việc sử dụng thực phẩm chức năng để chăm sóc sức khỏe đang là xu hướng trên toàn cầu. Trong giai đoạn từ 2020 đến 2027, ngành hàng thực phẩm chức năng dự báo tăng trưởng hàng năm đạt 7,5%, với quy mô thị trường thực phẩm chức năng toàn cầu đạt dự kiến 309 tỷ USD vào năm 2027. Sự bùng nổ của nhu cầu người sử dụng thực phẩm chức năng tại thị trường Việt Nam,
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thực phẩm chức năng, số người dân sử dụng thực phẩm chức năng có xu hướng gia tăng mạnh, chiếm 1/5 dân số Việt Nam. Trong đó, theo điều tra của Cục An toàn Thực phẩm, cho thấy ở thành phố Hồ Chí Minh có 43% số người trưởng thành và ở Hà Nội có 63% số người trưởng thành sử dụng thực phẩm chức năng. Hạng hình vừa rồi, chắc hẳn anh chị cũng đã rất ấn tượng về thị trường và nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng hiện nay. Để hiểu rõ hơn về thực phẩm chức năng, trước tiên chúng ta cùng làm một bài kiểm tra nhỏ để có cái nhìn tổng quát về thực phẩm chức năng nhé. Theo anh chị, thực phẩm chức năng là gì? A. Là sản phẩm được chế biến từ thực phẩm. B. Là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh. C. Là sản phẩm có thể thay thế thuốc trị bệnh. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ 5 giây để trả lời câu hỏi nhé. Vâng, đáp án chính xác là B. Thực phẩm chức năng là sản phẩm hỗ trợ chức năng cơ thể con người. Vào năm 431 trước công nguyên, thực phẩm chức năng chỉ là một ý tưởng đơn giản về thực phẩm có khả năng chữa bệnh do Hippocrates, cha đẻ của y học phương Tây nghĩ ra và được khái quát bằng câu "Hãy để thức ăn là thuốc cho bạn". Sau đó, cụm từ thực phẩm chức năng được sử dụng đầu tiên bởi người Nhật trong những năm 1980 để chỉ những thực phẩm chế biến có chứa những thành phần tuy không có giá trị dinh dưỡng nhưng giúp nâng cao sức khỏe cho người sử dụng. Tại Việt Nam, thực phẩm chức năng được hiểu là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh. Ở mỗi nước, thực phẩm chức năng được gọi bằng những thuật ngữ khác nhau. Các nước Tây Âu gọi là thực phẩm, thuốc, hoặc dược phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Trung Quốc gọi là thực phẩm bổ dưỡng bảo vệ sức khỏe. Cho đến nay, mặc dù các khái niệm hiểu về thực phẩm chức năng còn có một vài điểm khác nhau, nhưng đều có điểm chung về lợi ích là làm tăng cường sức khỏe và giảm bớt nguy cơ mắc bệnh. Mặc dù sử dụng thực phẩm chức năng có thể tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, thế nhưng thực phẩm chức năng không phải là thuốc. Chúng ta cùng phân biệt giữa thực phẩm chức năng và thuốc nhé. Như đã giải thích ở trên, thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh. Trong khi đó, thuốc là chế phẩm có chứa dược chất hoặc dược liệu dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể con người bao gồm thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vaccine và sinh phẩm. Đối với thực phẩm chức năng, nhà sản xuất thể hiện trên nhãn nhóm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm, phù hợp các quy định về thực phẩm. Còn đối với thuốc, nhà sản xuất công bố trên nhãn sản phẩm là thuốc, có tác dụng chữa bệnh với công dụng chỉ định liều dùng chống chỉ định. Thực phẩm chức năng có thể sử dụng thường xuyên, lâu dài nhằm nuôi dưỡng, bổ sung hoặc phòng ngừa các nguy cơ gây bệnh mà vẫn an toàn, không độc hại, không có tác dụng phụ. Trong khi đó, thuốc dùng để chữa cụ thể một loại bệnh và có chỉ khi nào có bệnh mới dùng và ngưng sử dụng khi hết bệnh. Người tiêu dùng sử dụng thực phẩm chức năng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhưng đối với thuốc thì người tiêu dùng còn sử dụng theo sự tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Thực phẩm chức năng được sản xuất theo luật thực phẩm và tiêu chuẩn thực phẩm và có yêu cầu về cơ sở sản xuất, tiêu chuẩn cũng nghiêm ngặt hơn thực phẩm thông thường. Trong khi đó, thuốc được sản xuất theo luật dược và tiêu chuẩn thuốc. Có thể mua sản phẩm thực phẩm chức năng tại các siêu thị, các kênh bán lẻ hoặc có thể mua trực tiếp tại công ty thông qua các nhà phân phối theo mô hình đa cấp. Nhưng thuốc chỉ có thể mua tại các hiệu thuốc, có dược sĩ và cấm bán thuốc theo mô hình bán hàng đa cấp. Hiện nay trên thị trường thực phẩm chức năng vô cùng đa dạng, cung cấp nhiều nhóm chất cần thiết cho cơ thể. Vậy thực phẩm chức năng có bao nhiêu loại và được phân loại như thế nào? Thực phẩm chức năng được chia thành 4 nhóm như sau: thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Thực phẩm bổ sung là thực phẩm thông thường được bổ sung vi chất và các yếu tố có lợi cho sức khỏe như vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzyme, probiotic, prebiotic và các chất có hoạt tính sinh học khác. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là sản phẩm được chế biến dưới dạng viên nang, viên hoàng, viên nén, cao, cốm, bột, lỏng và các dạng chế biến khác có chứa một hoặc hỗn hợp của các chất sau đây.
vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzyme, probiotic và các chất có hoạt tính sinh học khác. Hoạt chất sinh học có nguồn gốc tự nhiên từ động vật, chất khoáng và nguồn gốc thực vật ở các dạng như chiết xuất, phân lập, cô đặc và chuyển hóa. Thực phẩm dinh dưỡng y học là loại thực phẩm có thể ăn bằng đường miệng hoặc bằng ống xông, được chỉ định để điều chỉnh chế độ ăn của người bệnh và được chỉ sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên y tế nên không phổ biến trên thị trường. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt là những thực phẩm được chế biến hoặc được phối trộn theo công thức đặc biệt nhằm đáp ứng các yêu cầu về chế độ ăn đặc thù theo thể trạng hoặc tình trạng bệnh lý, các rối loạn cụ thể của người sử dụng. Ngoài ra, để sử dụng hiệu quả thực phẩm chức năng, chúng ta có thể áp dụng các bước cụ thể sau đây. Bước 1. Đánh giá tình trạng sức khỏe. Bước 2. Xác định mục đích sử dụng. Bước 3. Lựa chọn thực phẩm chức năng phù hợp. Bước 4. Sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và chuyên viên tư vấn. Bước 5. Đánh giá hiệu quả. Khi chúng ta có nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng để bảo vệ sức khỏe, thì việc hiểu các bước lựa chọn thực phẩm chức năng hợp lý rất quan trọng, vì chúng ta lựa chọn được sản phẩm vừa đúng với nhu cầu của bản thân, vừa mang lại hiệu quả khi sử dụng. Chúng ta có thể thực hiện thông qua các bước sau. Thứ nhất, chọn loại thực phẩm chức năng nhằm hỗ trợ, tác động vào chức năng mà cơ thể đang cần. Ví dụ, hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tăng sức đề kháng, hỗ trợ sức khỏe xương khớp, tăng cường sức khỏe nền tảng, v.v. Thứ hai là chọn các sản phẩm đã được công bố tại Cục An toàn Thực phẩm hoặc Bộ Y tế. Thứ ba là sản phẩm của các thương hiệu có lịch sử lâu đời, uy tín, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu tổng quan về thực phẩm chức năng. Vậy, thực phẩm chức năng mang lại tác dụng gì đối với cơ thể? Mời anh chị cùng tìm hiểu ở học phần tiếp theo mang tên Tác dụng của thực phẩm chức năng đối với sức khỏe.